Chúng tôi xin mời quý vị họ nhà trai bước vào trong nhà. Xin mời các vị an toàn. Ông các cụ bà và tất cả quan viên tám họ, ngày hôm nay là một ngày cổ truyền nói rằng là ăn chầu cau hay là hỏi cả, nhưng mà nhận thấy rằng là các lề lối của xưa truyền lại rất đúng, cháu kết nghĩa thành hôn. Tục truyền xưa thì nói rằng là cha mẹ hỏi vợ cho con đồng ý rồi dắt nhau về, cũng như đời ông Isaac cũng thế, cũng là bằng lòng mà dẫn nhau về làm ăn với nhau. Ông khuất nguyên lấy vợ thì khi dẫn vợ đến nhà vua thì vua hỏi rằng cô nào đó, ông khuất nguyên thưa với hoàng đế rằng đó là vợ của tôi. Thế thì vua lại hỏi rằng ai chứng kiến cho anh rằng là người đó là vợ của anh. Thế thì ông khuất nguyên thưa hoàng đế rằng thưa hoàng đế, đã có gia tộc chúng tôi chứng kiến, cho đến khi sau này thì từ bấy giờ mà đi thì phải có hôn thú của nhà nước bắt đầu sẽ làm hôn thú cho đôi bạn, là chứng kiến của trong nước và gia tộc, là có cái luật của nước. Rồi còn ở trong gia tộc á, thì trong họ sẽ chứng kiến rằng hai cháu này làm bạn với nhau. Đó là họ trai được nhắc tới đây để cùng chung một ý tưởng với ông bà, ông bà nội của cháu, tức là ngày hỏi cả là tục truyền của họ của ta. Rồi lại nói rằng là ngày ăn chầu cau, rồi lại nói là ngày vu quy, và mừng cho đôi cháu trăm năm hạnh phúc. Vậy họ nhà trai chúng tôi đến đây để cùng chung hai họ để hợp làm một, để thứ nhất cầu xin ơn Chúa đã ban cho đôi cháu được tham khảo và rò xét, đã đến trước ngàn thánh Chúa, trước mặt hội thánh và linh mục chứng kiến hôm nay, và mọi người đã cầu nguyện cho cháu được trăm năm hạnh phúc. Nói gì hơn hết, cảm ơn các cụ, các ông, các bà và quan viên họ, cũng như tất cả các bạn được như vậy. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn để tiếp tục kính thưa cách quý ông bà, cha bác hai họ, quý chức đạo đời, tôi hôm nay được đại diện
cho nhà gái có đôi rồi. Đến quý ông, quý khách và quý giới chức, các anh chị hai họ, ngày hôm nay là ngày mà các cháu chúng tôi đã được sáng ngày được cha xứ dâng thánh lễ và phối hợp cho hai cháu trở lên một gia đình mới. Quý ông bà, hai họ, cha bác đã không cầu nguyện cho hai cháu. Và giờ đây, bởi trời quá nắng, quý cha bác không quản ngại, bớt chút thời giờ lại đây tập một tí cùng với gia đình chúng con để chứng kiến lễ hồi quy cho các cháu. Vậy con xin đến đây để thành thật cảm ơn quý ông bà, cha bác, ai họ, đồng chí giới chức và anh chị em nhận những con cảm ơn rất tốt đẹp nhất của gia đình chúng con. Thưa quý khách và quan viên hai họ, chính nhẹ hôm nay có cha cố và cha xứ cùng dự bữa tiệc với chúng ta hôm nay. Nhưng vì cha cố có nhiều chuyện gấp, ngài không ở lại được. Và cha xứ thì giờ này ngài bận công tác gì, chúng con cũng đã đi mời ngài nhưng không gặp được ngài. Hôm nay con được hai gia đình ông bà Trần Văn Lộ và ông bà Nguyễn Triều Dương cho phép thay mặt thay lời cảm tưởng, và cũng là để mở đầu cho bữa tiệc vô quy hôm nay. Trước hết chúng con xin phép được dâng lên quý khách và cha bác hai họ, anh chị em thân hữu xa gần lời chào kính mến và tri ân nhất của gia đình chúng con. Anh chị em thân hữu xa gần, hôm nay thật là một ngày vui mừng trọng đại cho hai gia đình chúng con đã được chính quyền thuận ý và cho phép gia đình chúng con được tổ chức tiệc vô quy cho con gái là cô Trần Thị Thu Trang và cậu Nguyễn Căn Bản, đã được liên kết bởi phép bí tích hôn nhân mà sáng hôm nay cha cố đã ban bởi thánh lễ Misa. Có sự tham dự của quý ông bà, cha bác, anh chị em thân hữu để cầu nguyện đã diễn ra tại Thánh đường xứ Tân Chu, để cầu nguyện cho hai con cháu chúng ta, một hồng ân Thiên Chúa đã ban xuống cho hai gia đình chúng con. Chúng con xin đội ơn và ghi nhớ muôn đời. Phần thứ hai, sự vui mừng của gia đình chúng con
là đã được phép tiếp đón quý khách, quý ông bà, cha bác, hai họ, các anh chị em thân hữu đã đến căn nhà bé nhỏ đầy tình thân thương này. Một tiệc rượu nhẹ, sự hiện diện của quý khách, quý và giờ đây chúng con xin được